bạn, trong tập này chúng ta sẽ đi sâu chi tiết và giải thích các hiệu ứng trong hạng mục BWIN và tính năng send return ở trên mixer DJM V10. Thì phần phía dưới này nó sẽ có rất nhiều các thông số mà chúng ta có thể can thiệp vào được, nó giúp cho mình việc cân chỉnh những giải tầng cũng như là tràn vào cái tiếng dry wet hoặc là cái phần feedback sai cho âm thanh, cũng như là tone. Nó sẽ giúp cho mình tìm được cái âm thanh mà mình đứng ý nhất và có thể blend mix giữa các track với nhau. Và cái session này nó sẽ đưa các bạn đến một cái trải nghiệm hoàn toàn mới. Thì tí nữa đây chúng ta sẽ giải thích chi tiết về hạng mục này. Build effect thì như các bạn biết trên mixer DJM V10 thì phần build effect hiện tại nó đang có 4 giá trị sau đây, như là short delay, thứ hai long delay, thứ ba là double echo và thứ tư là reverb. Thì phần cải tiến trên mixer DJM V10 nó khác biệt hẳn so với mixer 900 Nesat 2 ở chỗ là bây giờ chúng ta có thể can thiệp được thêm phần mastering ở đây. Chúng ta sẽ có những giá trị như là size feedback, về time dài ngắn, tiếng tone low hoặc high và master mix level để chúng ta cân chỉnh được âm thanh ở đây và sao cho hợp lý như có thể. Thì có những cách sử dụng sau đây. Thứ nhất thì mình sẽ đi theo kênh số 1. Bây giờ mình sẽ phát một bài và mình sẽ thử trước short delay, rồi sẽ can thiệp từng giá trị để mọi người thấy nó khác nhau như thế nào. Bây giờ mình sẽ can thiệp đến size feedback. Thử can thiệp cái này và thử cái này. Thì như các bạn thấy hiện tại khi chúng ta vặn ba cái này dù không vặn lên hết thì nó cũng không ảnh hưởng gì, thì do cái mastering level của mình chưa có lên cái phần gán cái giá trị của nó, mình chưa có cho nó vào. Bây giờ mình sẽ làm lại, giả sử mình gán lên khoảng 12 giờ đi. Thì bây giờ mình sẽ chờ can thiệp size feedback. Short delay được gọi là master mix level 3 giá trị và chúng ta thêm. Bây giờ mình sẽ thử phần tone, bây giờ mình sẽ chỉnh nó qua cao chút xíu, ta thấy cái tiếng nó bỗng lại. Rồi giờ mình sẽ can thiệp size feedback và cả tone. Từ bây giờ chúng ta sẽ đi đến thử cái long delay. Đây cũng sẽ bạn thử cho master mix 12 giờ sẽ là luôn. Đây, các bạn thấy long delay lên rồi, off rồi, không có gì hết. Giờ để mình chủ động can thiệp thì mình sẽ dùng nút send này để control. Để khi nào mình muốn gửi cái giá trị khác nó gán ra, mình sẽ vặn nó lên. Ta sẽ thử size feedback.
do chị chập lên. Giờ mình sẽ thử đến đúp eco. Again, mình sẽ làm tương tự. Rồi. Còn 9 giờ là chưa rõ ra cho lắm. Mình sẽ lên thêm 12 giờ. Rồi, can thiệp đến size feedback. Các bạn nghe size feedback. Sao mà nó bị xịn cái mỏng sao lại là giá tầng 2 này. Rồi, giờ mình sẽ lên này. Giờ chúng ta sẽ thử cái sao phần reverb, thử từng giá trị có như thế nào thì mình sẽ phát nó lên và sau đó là mình xem nó lên. Rồi sau này mình chỉnh size feedback. Câu hỏi đặt ra là bây giờ mình sẽ thử giả định là mình đang xài đúp eco và mình thử DST cái master mic coi sao sẽ ra như thế nào. Mình sẽ trả lại từ đầu, thao tác cũng sẽ như từ đầu lại, trả hết mọi thứ lên. Rồi mình sẽ khi mình bấm cái nút master mic thì những cái giá trị cải thiện sẽ không còn ở đây. Bây giờ mình sẽ giải thích là khi nó không ở đây nữa thì sao nó sẽ đi đâu. Thì hiện tại bây giờ kênh số 1 ở đây. Giờ mình sẽ sử dụng kênh số 6 đi. Kênh số 6 thì ở đây nó sẽ có kênh số cả số 1 và số 6. Thì nó sẽ có là built-in, external 1 và external 2. Thì ở đây có nghĩa là mình sẽ sử dụng những giá trị built-in ở đây và mình send. Thì khi mình send mình có thể gửi nó qua channel 6. Thì gửi nó qua, mục đích là cái gì, tại sao như vậy. Thì khi các bạn thấy như lúc nãy khi mình đang chơi như vậy, đó, mình anti cái này lên thì nó sẽ ăn trực tiếp bên đây. Mình can thiệp những cái chuyện đây nó sẽ bị ăn luôn cái phát trên này. Thì Bani là phát triển cái đường gửi qua bên channel 6 này sẽ rất là tiện. Thì khi mình không anti cái này nữa, bắt đầu mình gửi giá trị này đi. Các bạn thấy không, tín hiệu bên channel 6 bắt đầu phát lên. Rồi sẽ kéo thử lên, mình sẽ gửi lên ha. Rồi, kênh số 6 đây. Đây, các bạn thấy cái đúp eco nó lên không? Là ở thời điểm này mình sẽ cắt lô. Lô mic. Hai mic. Và cả hai. Thì tuy nhiên là trên mixer DGMP10 thì do có 43.000 kêu lên hai mic và lô mic nó chỉ cắt ở độ trừ 26 dB thôi. Nên sao nó vẫn còn. Mình sẽ mở lên lại. Nghe rất là rõ đây. Thì ở thời điểm này
những việc khác mình có thể làm là gì ngoài cái việc canh chỉnh những cái giá trị trên này? Rồi. Đây dễ xài. Ok. Rồi, cho nên mình sẽ xài được hai bát filter. Sen ở chỗ này nó rất là tuyệt vời, bởi vì thỉnh thoảng nếu khi mình sử dụng mình có thể muốn effect nó ăn thẳng lên kênh mình chơi, nhưng đôi lúc mà mình lại không muốn như vậy, thì mình chỉ muốn make up cái giá trị đất deco, mình muốn cái biến thiên chạy tầng của nó tạo cho mình một cái giá trị hoàn toàn khác, và cái sound mình mang lại do mình cân chỉnh những giá trị này, mình có thể kết hợp combo đất deco filter shimmer với nhau và có thể đem lại cái phần trình diễn những cái sound cảm thấy lạ trong quá trình tập tại nhà. Thì đây là một tính năng rất là tuyệt vời của Mixer DJMV10 và theo mình là rất là tuyệt vời, đáng đồng tiền bát gạo. Thì một trong những cái thắc mắc mà chắc là mọi người sẽ đặt câu hỏi là tại sao cái phần built-in này nó chỉ có ở kênh số 1 và kênh số 6 là mình sử dụng hết tất cả mọi giá trị bao gồm built-in external 1 và external 2. Thực chất built-in các bạn cũng thể mình xài những kênh khác, dùng chỉ cần switch nó qua thôi. Mình sẽ thử ở kênh 2. Mình sẽ xem giá trị ra đây. Bất kỳ kênh nào các bạn muốn và để có thể xài được. Đó, và kênh 3 mình chỉ cần switch qua bên này thôi. Ở kênh số 1 và kênh số 6 thì nó sẽ bao gồm luôn là built-in external 1 và external 2. Thì bản thân mình cảm nhận, mình thấy là thì mình nghĩ là đây sẽ là control cho 4 deck. Thì ở hai kênh này chúng ta có thể kết hợp những cái sản phẩm khác như là Performance Sampler DZ1000 hoặc là Step Sequencer, hoặc là một cái bộ drum loop, vocal, bass, và có thể can thiệp những cái giá trị này để plan vào các phần trình diễn của 4 deck. Thì mình nghĩ cái tính năng này Bini làm ra không phải đơn giản nó là cái mixer 6 deck cho vui, mà nó là đầy cái dụng ý dụng đó, và nó mục đích Bini là muốn cho nghệ sĩ có cái phần tương tác trình diễn và chơi những cái set nhạc, nó có cái phần plan cho những cái session live, và nó giúp họ kiểm soát một cách hiệu quả nhất có thể. Chúng ta khó bị lẫn lộn với nhau, vậy thì mọi thứ nó rất là dễ dàng kiểm soát. Thì 1 và 6 là hai cái bên ngoài chúng ta có thể hiểu rõ là ví dụ như mình có thể để cái DZ này ở kênh số 6 mình xài rất là hiệu quả, mình có thể xài một cái bộ loop vocal khác ở channel 1 mà mình xem đi rất là thoải mái, và cái việc mixing còn lại ở 4 deck nó không bị ảnh hưởng nhiều cho máy. Với những cái phần demo mà mình vừa làm về tính năng built-in effect cho mixer DJMV10, thì hy vọng phần này giúp ích cho các bạn trong việc trải nghiệm mixer V10 trong thời gian tiếp theo. Và nếu các bạn có thắc mắc, vui lòng để lại comment bên dưới trên video của tôi trên YouTube. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại trong tập tiếp theo.